Cưới vợ quê, tác giả Đình Lam, tập 3. Trúc tò mò quay đầu nhìn, thì ngỡ ngàng nhận ra người đàn ông có dáng người đạo mạo oai phong ở trước mặt chính là con người đã từng đánh vợ ngay trước cổng bệnh viện hôm nọ. Bên cạnh anh ta chính là người vợ xinh đẹp cam chịu. Lần đó cô ta chịu trận để bị đánh, lần này cũng vậy. Chị ta khóc ngất lên năn nỉ. Anh chỉ mới đóng được một nửa thôi, anh làm như vậy tiện đâu mà tôi bù vào đây. Anh tuyệt tình vậy là được sao? Làm ơn đi, hãy nghĩ tình tôi đã chăm sóc mẹ của anh bao lâu nay. Mày đúng là con đàn bà chỉ biết ăn bám là giỏi thôi. Mẹ tao chết lâu rồi mà mày còn lôi bãi lên cho bằng được à? Cái thứ như mày có ra cái gì đâu mà kêu tao tử tế chứ. Nói rồi anh ta hất tay người vợ ra, khiến chị làng choạng xém chút nữa té. Thấy vậy Trúc liền chạy đến đỡ theo bản năng. Nhưng chị ta không để ý gì đến cô, mà chỉ lăm lăm đuổi theo người đàn ông vũ phu đó. Anh đứng lại cho tôi, anh phải đóng tiền viện phí cho ba tôi. Người phụ nữ kiên quyết níu lấy tay của người đàn ông không cho anh ta đi. Trúc đứng nhìn hai người mà trùng mình sợ hãi. Lấy chồng giàu có, coi bộ không có sung sướng như mình tưởng. Nói rồi Trúc định quay đi thì nhìn thấy Thế Hiển từ bên trong xe bước ra. Đúng lúc đó, người đàn ông này đã mất kiên nhẫn với sự đeo bám của người phụ nữ, nên anh ta xô té cô, còn dung chân đá cho cô mấy cái. Giữa trưa nắng oi bức, sự việc của hai người đó thu hút ánh nhìn của xung quanh, nhưng không có ai chịu ra can ngăn. Chắc có lẽ sự việc này thường xuyên xảy ra như cơm bữa, nên không ai có ý định xen vào. Vì có can đi nữa, thì mọi chuyện cũng dừng lại ở mấy cái bạt tai của người chồng dành cho người vợ. Thế Hiển và Trúc bất bình, phẫn nộ khi chứng kiến cái cảnh một người đàn ông khỏe mạnh, cường tráng lại đi thượng cẳng chân hạ cẳng tay với một người phụ nữ yếu đuối, thì lập tức lao tới đẩy người đàn ông ra, khiến cho hắn ta ngã nhào xuống đất. Sau đó mọi người xúm lại đỡ người phụ nữ đứng lên. Những người xung quanh thấy vậy cũng lập tức lao tới kéo anh ta ra trước khi anh ta dùng cái nắm đấm để giải quyết vấn đề. Trong số những người nhào tới có một anh bức xúc lên tiếng. Cái chuyện hai người họ cãi nhau như cơm bữa, đánh nhau dài bạt tai rồi thôi, không ngờ hôm nay lại xảy ra cớ sự như vậy. Sau câu nói đó, mọi người bắt đầu xì xầm. Trúc và Thế Hiển cũng không có muốn ở lại lâu, nên hai vợ chồng nắm tay nhau bước vào khu hành lang của bệnh viện. Người đàn ông đó sợ mọi người quay phim lại nên lén lút chuồn đi lúc nào không hay. Lúc lướt qua đám người đang xúm lại đó, Thế Hiển bất chợt nhìn thấy bóng hình quen thuộc, khiến bước chân của anh đột nhiên khựng lại. Người đó là Huyền Trang, người yêu cũ của Thế Hiển đã bỏ anh, cũng là cô gái vừa mới bị chồng đánh. Ánh mắt của cả hai vô tình chạm vào nhau. Mấy giây sau, nếu Thế Hiển thản nhiên lướt qua đời nhau, thì ánh mắt của Huyền Trang nhìn anh hơi đượm buồn, xấu hổ, mà tận sâu trong tiềm thức chỉ có cô ta biết mình đang nuối tiếc biết bao những tháng ngày hạnh phúc bên Thế Hiển vào hơn 10 năm trước. Quá khứ tuy anh nghèo thật, trong cái túi không có nổi 500 ngàn, nhưng anh lúc đó rất yêu cô. Thế Hiển đi qua rồi, mà Huyền Trang từ đám đông bước ra nhìn theo dõi cái bóng anh đến khi khuất hẳn trong hành lang của bệnh viện. Đôi mắt cô ta vô tình chú ý đến Trúc, rồi không biết trong lòng nghĩ cái gì mà gương mặt nặng nề khó chịu. Trúc đang đi song song cùng với anh, thì đột nhiên cô cảm thấy bàn tay của anh đang siết chặt lấy tay mình, không muốn buông ra. Anh bị làm sao vậy? Thế Hiển nghiêng đầu dịu dàng nhìn vợ, rồi đưa tay lên nựng má của Trúc. Bị cái gì là bị cái gì chứ, anh có bị gì đâu. Trúc giơ bàn tay đang bị nắm chặt, hoang mang nói. Anh đang siết chặt tay em quá mức đó, đau. Nếu anh không có nói chuyện, em còn tưởng anh bị sang chấn tâm lý vì một chuyện gì đó. Thế Hiển lại xoa đầu cô. Em là nhà thám tử hả? Sao mà nhạy cảm quá vậy?
Nói rồi anh kéo tay Trúc lên phòng bệnh mà em Minh đang nằm, mà không biết Quyền Trang cũng đang lặng lẽ đi theo hai người. Ông Vũ, bà Huy, ba mẹ của Trúc biết con gái vào thăm em thì ra chỗ thang máy đón. Hai vợ chồng thấy Hiển và Trúc vừa mới vào thang máy là bỏ tay ra. Trúc nói, ba mẹ mà thấy em với anh nắm tay chặt chẽ như thế này thì sẽ nghi ngờ đó, buông ra thì tốt hơn đó anh ơi. Cửa thang máy mở ra, ông Vũ và bà Huy khựng lại, vẻ mặt trầm xuống khi nhìn thấy con gái đi chung với người lạ. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt sáng láng, trưởng thành, đáng tin cậy của Thế Hiển, hai ông bà liền niềm nở ngay. Ai đây con? Sao không giới thiệu cho ba má biết vậy? Nghe ba nói vậy, Trúc thở phào như vừa trút đi gánh nặng trong lòng. Anh ấy là đầu bếp nấu ăn trong nhà hàng, con làm phục vụ đó ba. Bà Huy niềm nở lên tiếng. Hèn chị, nhìn cao ráo dạm dở quá. Làm đầu bếp chính chắc là lương cao lắm hả con? Bà Huy thật thà lên tiếng hỏi. Thế Hiện giả vờ trả lời qua loa. Tháng 20 triệu thôi cô à. Vậy à, vậy là ngon rồi. Ở dưới quê nhổ cỏ mướn bậy bạ ngày có mấy chục. Ông Vũ lên tiếng. Thôi, về phòng đi. Thằng Minh nó thấy chị nó ghé, nó mừng lắm đó. Nó mong con Trúc đến mấy ngày hôm nay rồi. Trúc nghe ba nói mà rưng rưng, cô nghẹn ngào. Vậy mình đi thôi ba mẹ. Trúc và mẹ bước đi trước. Ông Phủ và Thế Hiển đi theo sau. Ông cặp cổ anh xuýt xoa. Quá trời quá đất, người gì đâu mà cao ráo, lớn con, lần đầu chú thấy người cao đến vậy luôn đó. Thế Hiển mỉm cười, trong lòng tự nhủ, người nông thôn ai cũng thật thà như vậy hay sao? Anh nhẹ giọng. Người như con ở ngoài xã hội có nhiều lắm, tại bác chưa có thấy đó thôi. Vậy con bao nhiêu tuổi rồi, chắc lớn hơn con Trúc nhà chú nhiều ha? Dạ con 35 tuổi rồi. Có gia đình rồi hả? Nghe ông Vũ hỏi, Thế Hiển lưỡng lự một lúc rồi trả lời. Con có vợ rồi chú, vừa mới có vợ không có lâu. Vậy con đến đây vợ con có biết hay không? Cô ấy hiền lắm, không có sao đâu. Chú chỉ sợ vợ con thấy hai đứa đi chung thì hiểu lầm con Trúc nhà chú tội nghiệp. Nó còn khờ lắm, không có biết giải thích với người ta đâu. Không may lại bị đánh ghen chứ không chởn chơi đâu ạ. Thế Hiển lại cười trước sự thật thà của ba Trúc. Nhìn dáng người nhỏ thó, gương mặt rám nắng đen đúa, vậy mà phúc hậu đáng mến. Chú yên tâm đi, không có gì đâu, vợ con nhỏ tuổi mà đáng yêu lắm, cô ấy cũng gần ở đây thôi. Nghe Thế Hiển nói vậy, Trúc đang đi với mẹ, cô khựng lại theo bản năng, nghiêng đầu nhìn về phía anh, thì nhận ra anh cũng đang mỉm cười nhìn mình. Trúc quay mặt đi, hai má ửng hồng, mặt đỏ như gất vì ngượng. Mẹ Trúc thấy con gái có biểu hiện lạ thì lên tiếng. Sao vậy con? Sao tự nhiên mặt mày đỏ lên vậy? Trúc ngập ngừng ấp úng, so má rồi nói. Có đỏ gì đâu mẹ. Dứt lời, Trúc đi phăng phăng vào trong phòng bệnh của em trai. Ba của Trúc thấy con gái đột nhiên thay đổi thì lắc đầu ngao ngán. Thế Hiển đi bên cạnh mỉm cười, vẻ mặt rất hài lòng. Hai vợ chồng của con có con cái gì chưa? Vẫn chưa bác à. Vậy à. Vừa nói hai người vừa đi, không bao lâu cũng đến phòng bệnh của em Minh. Trong phòng bệnh có hai giường, giường của Minh ở cạnh cửa ra vào, còn một giường nữa cạnh cửa sổ. Thế Hiển vừa mới bước chân vào, ánh mắt cũng vô tình dừng lại trước cái giường cạnh cửa sổ. Anh đứng sững khi nhận ra người đàn ông trung niên đó là chính là ông Nam, ba ruột của Quyền Trang, người yêu cũ của anh năm xưa. Bao ký ức trong đầu lại ùa về, từng câu nói khinh thường mạt xác của ông ta lại văng vẳng trong đầu của anh. Cái thứ nghèo kiết xác như mày cũng xứng quen với con gái tao hả? Mày có cút khỏi đây không? Không cút tao xách chổi trà tao quét mày ra ngoài đường, tới lúc đó đừng có gào lên kêu tao ác nghe hùng. Trong túi không có nổi 500 ngàn, lấy cái gì lo cho con tao? Mày cút nhanh đi. Tao còn thấy mày một lần trước nhà tao á, là tao lôi cái dòng họ tổ tiên nhà mày ra rủa đó, ráng mà chịu nghe hùng. Câu nói đó từ trong quá khứ cứ vọng về, đeo bám anh suốt khoảng thời gian thanh xuân, cũng đã hơn 10 năm rồi. Quá khứ đó như một bức tường vô hình ngăn cách với thế giới bên ngoài. Vậy mà nó lại chính là động lực để anh có ngày hôm nay. Gia đình của Trang khi đó
có mẹ buôn bán ngoài chợ, ba thì có một quán ăn, khách tấp nập ra vào, cuộc sống dư dả. Nghĩ đến cảnh Trang bị chồng đánh lúc nãy mà thấy Hiển thấy khó hiểu. Gia đình giàu có vậy mà bây giờ lại thê thảm đến mức không có tiền đóng tiền viện phí nữa sao? Nghĩ sâu xa hơn, chắc là nhân quả rồi. Ngày xưa coi người nghèo như cỏ rác, bây giờ mình nghèo rồi không biết cảm giác của ông ta như thế nào. Sự có mặt của ông Nam trong phòng bệnh này thì cũng có nghĩa là Quyền Trang cũng đang ở đây. Nghĩ đến đây, Thế Hiển có cảm giác khó chịu bài xích như sắp gặp phải kẻ thù. Anh kéo ông Vũ và bà Quê ra một góc nói nhỏ. Cô chú đừng có bán nhà dội ngang, bé Trúc có mượn con một số tiền. Bây giờ cô chú nói con biết đi, hai người đóng tiền viện phí cho em Minh còn thiếu bao nhiêu, rồi bây giờ con đi đóng luôn. Hai người lớn nghe Thế Hiển nói vậy thì nhìn nhau bối rối. Con Trúc nó mượn tiền con thiệt hả? Con làm đầu bếp mà sao có nhiều tiền vậy? Con làm ở nhà hàng đó 10 năm rồi, tiền con không có thiếu đâu, cô chú cứ yên tâm đi. Vậy thì cảm ơn con nhiều. Bà Quê quệt nước mắt lên tiếng, ông Vũ nói thêm. Con cho cô chú mượn như vậy chắc là lâu lâu lắm mới có thể trả xong. Hay là con cho chú số tài khoản ngân hàng của con đi. Sau khi thằng Minh nó khỏe rồi, cô chú ráng làm có tiền, mỗi tháng sẽ trả cho con một ít, đến khi nào trả hết thì thôi, được không? Nghe ba mình nói vậy, Trúc thương ông vô cùng. Cô từ trên giường của em Minh bước xuống đất, đi thẳng về chỗ ba người đang đứng. Ba mẹ yên tâm đi, con làm chung nhà hàng với anh Thế Hiển, mỗi tháng con sẽ trả cho anh ấy, ba mẹ lấy tiền đâu mà trả, già rồi, làm được mấy đồng đâu. Nghe Trúc nói như vậy, hai ông bà lớn tuổi xoa đầu con gái. Vậy cũng được, ráng học đi, rồi sau này làm có tiền nhiều thì trả nhiều, giờ trả ít. Thế Hiển hào hứng thêm một câu. Sau khi em Minh bình phục xuất viện rồi, cô chú về quê sắm một chiếc xe hủ tiếu đem ra chợ bán, coi bộ có thu nhập hơn. Với lại em Minh cũng có thể phụ cô bán, công việc nhẹ nhàng em ấy có thể làm được. Mình nghe Thế Hiển nói thì lên tiếng. Được đó mẹ, mẹ con tán thành luôn đó, con không có muốn ru rú ở trong nhà đâu, chán lắm. Hai vợ chồng già hớn hở ra mặt. Con nói cũng có lý, xuất viện về nhà là cô chú làm ngay. Con là đầu bếp, có gì con sẽ chỉ cho cô chú nấu ăn sao cho nó ngon. Vậy thì quyết định vậy đi ngăn con. Bây giờ cô chú dẫn con đi đóng tiền viện phí đi. Được, đi thôi. Ông Vũ vui mừng ra mặt nói với Trúc. Con ở đây chơi với em một chút nghe, ba mẹ đi xuống dưới đóng tiền viện phí rồi lên ngay. Được rồi, ba mẹ cứ đi đi, con ở lại đây được mà. Nói xong, ông Vũ bà Quê đi cùng với Thế Hiển bước ra ngoài. Ở bên ngoài hành lang, Quyền Trang đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người. Nhưng gương mặt không biến sắc, âm trầm của cô gái này khiến người ta phải suy nghĩ nhiều. Trang vội vã chạy đi núp ở cầu thang sau khi đã tình cờ nghe được tất cả mọi chuyện diễn ra trong phòng. Chờ khi ba người đi qua rồi, cô ta mới từ từ bước vào phòng bệnh. Mình vừa thấy Trang bước vào thì lên tiếng. Chị đi đâu nãy giờ vậy? Hình như ba của chị không có thoải mái. Vậy sao? Trang vội bước lại giường bệnh của ba. Ba sao rồi? Ông Nam chỉ vào cái bình nước khó khăn thốt nên lời. Bà khát nước. Trang lật đật chạy đi lấy nước cho ba, rồi cẩn thận cho ba uống. Trúc ngồi bên giường của em Minh, không có giấu nổi sự ngạc nhiên khi cô gái bị chồng đánh lại cùng phòng với em trai của mình. Cô cũng không biết có nên mở miệng hỏi thăm một chút hay không. Trong lúc cô đang suy nghĩ thì đột nhiên Trang bước lại chỗ Trúc. Thấy Trang đang chăm chú nhìn mình, Trúc gật đầu xã giao. Hồi nãy cảm ơn cô đã giúp tôi, nếu không có chắc là tôi đã té sấp mặt xuống đất rồi đó. Không có gì đâu chị à, trong tình huống đó thì ai cũng phải làm vậy thôi mà. Mà em tên gì vậy? Em tên Trúc, vậy còn chị tên gì? Chị tên Trang. Trang mỉm cười hiền hòa nói thêm. Nhìn em xinh đẹp quá. Chị cũng rất đẹp đó. Trúc vừa dứt câu là bị Trang nắm tay lôi vào góc tường thủ thỉ.
Em có công việc nào có thể giới thiệu cho chị làm chung được không? Bây giờ chị đang thất nghiệp mà chị lại không có muốn dựa dẫm chồng nữa. Anh ta keo kiệt bủn xỉn. Cái này để em hỏi bạn của em cái đã, chứ em cũng không có biết nữa. Hay là em cho chị số điện thoại đi, có gì chị gọi cho em sau được không? Vậy cũng được, để em hỏi bạn coi nhà hàng của anh ấy có chuyển thêm phục vụ hay không. Nếu có, em gọi cho chị nghe. Nói rồi, hai cô gái trao đổi số điện thoại của đối phương cho nhau. Đúng lúc đó, bên ngoài cũng truyền tới bước chân dồn dập. Trang vội đẩy nhẹ Trúc ra xa mình, rồi bước vội vào nhà vệ sinh cách đó 4 mét. Hành động bất thường của Trang khiến Trúc ngạc nhiên. Nhưng cô không có suy nghĩ gì sâu xa hơn mà di chuyển tầm mắt của mình ra hướng cửa. Ba mẹ của Trúc và Thế Hiển vui vẻ bước vào. Hai ông bà già dưới gương mặt khắc khổ vui như trúng mùa, nói với Trúc và Minh. Sau này phải biết ơn anh Hiển nghe không tụi con. Cậu ấy vừa giúp mình đóng xong viện phí, còn đưa thêm một số tiền lớn cho mình xoay sở những ngày tiếp theo nữa đó. Đó, con đã nói là con không có mượn tụi cho vay nặng lãi rồi, mà ba còn nghi ngờ con. Bây giờ, người thật việc thật, ba mới chịu tin, phải không? Ông Vũ và bà Quê cười hiền. Bây giờ ba mẹ biết con rất là giỏi. Thấy ba mẹ mừng như vậy, trong lòng của Trúc cũng vui theo. Cô mỉm cười, nhưng đôi mắt lại ứa lệ từ bao giờ. Cô nhìn thấy Hiển đang đứng gần đó với ánh mắt đầy cảm kích. Cảm ơn anh nhiều lắm. Thấy Hiển xoa đầu Trúc, ánh nhìn dịu dàng. Nghĩa cái gì chứ? Anh có nhiều tiền lắm, bao nhiêu đó không có thấm vào đâu đâu. Nói đến đây, Thế Hiển đột nhiên ghé sát vào tai vợ, nói nhỏ. Với lại, anh đâu có lỗ đâu, lời to đó, lời hẳn một cô vợ trẻ trung xinh đẹp nữa. Anh cũng lẹo mép thiệt đó. Không có bằng em. Thôi đi, ba mẹ nghe thấy bây giờ đó. Trong phòng im lặng, chỉ nghe tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ. Sự thân thiết của hai người, Trang ở trong nhà vệ sinh đã vô tình nhìn thấy. Chị ta mặt không biến sắc, bình tĩnh đến lạ lùng, cầm cái điện thoại quay lại, sau đó mở hẳn cửa ra. Bóng dáng thước tha kèm theo một mùi hương nhẹ thoảng qua khắp phòng đã thu hút ánh nhìn của mọi người. Họ đều hướng mắt về phía của Trang. Duy chỉ có Thế Hiển lại vẫn cặm cụi vào cái màn hình điện thoại, vì anh biết cô người yêu cũ đang có mặt trong phòng. Anh nhắn tin cho nhân viên của mình, nhờ cậu ấy gọi một cuộc. Mấy phút sau, điện thoại của anh đổ chuông. Được rồi, tôi đến ngay. Thế Hiển ấn nút nghe, nói ba tiếng, rồi sau đó đứng lên, lễ phép chào ba mẹ của Trúc rồi đi thẳng ra cửa. Vừa đi, anh vừa nói. Trúc, về thôi, anh có việc rồi. Trúc nghe nói vậy thì cũng đứng lên chào ba mẹ. Ở trong phòng bệnh, Trang lộ ra vẻ không có mấy gì hài lòng. Không có sự hiện diện của Thế Hiển ở trong phòng, Trang bắt đầu tỏ ra thân thiện với em trai và ba mẹ của Trúc. Cuối cùng, chị ta cũng biết được một số ít thông tin của Thế Hiển. Sau khi Thế Hiển chở Trúc về nhà rồi, thì anh cũng lái xe đến nhà hàng. Trên đường đi, anh không ngừng suy nghĩ vì những chuyện vừa xảy ra. Không lẽ trái đất này tròn thiệt, chia tay 10 năm rồi, không có gặp lại lần nào, bây giờ tự dưng lại gặp. Tạo hóa xoay tròn, gặp lại cũng được, miễn sao cả hai đừng có đụng chạm gì đến cuộc sống của đối phương là được. Ghé nhà hàng một chút để kiểm tra nhân viên làm việc có đúng với yêu cầu của anh đề ra hay không, rồi ra về. Hôm nay là ngày đầu tiên có vợ, anh cũng nên về sớm hơn một chút. Anh ghé tiệm phở mua về cho Trúc một tô đặc biệt. Trên đường về, cứ nghĩ đến cảnh Trúc cười tít mắt khi nhìn thấy mình, là anh thấy trong lòng lâng lâng, cảm giác hạnh phúc khó tả bằng lời. Khi anh về đến nhà, trời cũng đã xế chiều. Khẽ hỏi mẹ thì mẹ nói Trúc đang phơi quần áo ở trên sân thượng. Thấy Hiển chạy như bay về phòng mình, tắm rửa thay một bộ quần áo thoải mái, rồi ngã người xuống cái giường ngủ thiếp đi. Trúc làm xong công việc bước xuống, thấy xe anh đậu ở bên hông thì lập tức chạy đi tìm anh. Hôm nay sao anh về sớm vậy? Trúc thoải mái mở cửa phòng của Thế Hiển mà không cần phải gõ cửa như trước kia. Thế Hiển ngóc đầu dậy bước xuống giường, kéo Trúc vào giường, tiến lại ngồi xuống bên cạnh cô, anh nói. Về sớm để phụ em dọn phòng.
Trúc ngơ ngác. Dọn phòng để làm gì? Thế Hiển cười tươi. Anh quên là em vừa mới đăng ký kết hôn với anh à. Vậy thì sao chứ? Em và anh đang ở nhờ nhà người ta. Dù có kết hôn đi nữa cũng không có nên ở chung phòng, anh hiểu không? Như vậy là điều tối kỵ. Mẹ em từng nói với em là như vậy đó. Anh thì không có tư tưởng cổ hủ như em đâu. Vợ chồng là phải ở chung phòng mới được. Dứt câu, Thế Hiển hiên ngang bước ra ngoài, đi thẳng tới phòng của Trúc. Trúc đuổi theo anh ở sau lưng, bất lực trong việc ngăn cản anh. Thế Hiển nhìn căn phòng gọn gàng, sơ sài đến đáng thương của Trúc thì cảm thán: gọn quá đi, gọn hơn cả phòng của anh nữa. Trúc chạy đến trước mặt của anh. Thế em đâu có nhiều đồ đạc đâu, chỉ có mấy bộ quần áo thôi. Em không có cái laptop luôn hả? Không, toàn là học ké bạn, nếu không thì sử dụng điện thoại. Trời ơi, sắp vào đại học rồi cũng nên sắm cho mình một cái laptop chứ. Trúc hét lên bĩu môi. Ăn không no, mặc không đủ tiền đâu mua laptop. Anh không biết nhà có người bệnh hiểm nghèo khó khăn đến mức nào đâu. Em và ba mẹ không có dám mua sắm cái thứ gì hết đó. Có mua thì cũng mua đồ bổ cho một mình em Minh ăn thôi. Vậy cơ quan nhà nước không có hỗ trợ gì hay sao? Có chứ anh, một tháng em Minh được 1,5 triệu. Có đoàn từ thiện nào thì cũng có phần. Có tháng lãnh hàng chục phần quà gồm gạo, đường, nước mắm, bột nêm này nọ. Mỗi lần mà em Minh xỉu phải đi nằm bệnh viện tỉnh thì bà con hàng xóm dưới quê đi thăm nườm nượp vui lắm. Vậy à? Thế Hiển bước hẳn vào trong phòng, không nói không rằng mà mở tủ quần áo gom hết số quần áo của Trúc đem về phòng của mình, treo gọn gàng ở trong tủ. Trúc chạy theo ngăn cản anh nhưng không kịp. Anh làm cái gì đó? Em có nói là sẽ chuyển sang phòng của anh ở cùng đâu. Vậy thì em tính ở đâu? Ở đây chứ ở đâu, nào giờ em vẫn ở đây mà. Ừ, vậy thì em cứ ở đó đi ngang, đến lúc mà bị đuổi không chừng đừng có mà năn nỉ anh cho vào ở cùng đó ngang. Trúc hoang mang lo lắng. Ý anh là sao? Sao mà bị đuổi chứ? Thế Hiển ngồi phịch xuống giường, làm như không có muốn quan tâm đến cái chuyện chuyển phòng của Trúc nữa. Anh nghe bà chủ nói sắp thuê thêm một giúp việc mới rồi, căn phòng này sớm muộn gì em cũng phải dọn ra ngoài thôi, chi bằng dọn trong ngày hôm nay luôn cho nó rồi. Thôi anh đừng có xạo sự, em có nghe cô Ngọc nói sẽ tuyển thêm giúp việc mới bao giờ đâu. Không nói hôm nay thì ngày mai nói. Nói xong, Thế Hiển lại đứng lên đi qua phòng của Trúc, dọn hết cái số đồ đạc của cô đem qua phòng của mình. Trúc chạy theo ngăn anh lại thì bất ngờ có tiếng của bà Ngọc vọng lên từ nhà trên. Trúc à, lên đây cô nói cái này một chút coi. Trúc vội vàng chạy lên nhà trên hớt hải. Dạ, cô gọi con có chuyện gì? Con mau thu dọn đồ đạc của mình chuyển qua phòng của Thế Hiển ngủ đi. Hai đứa đi đăng ký kết hôn rồi phải không? Bà Ngọc đang nói thì khựng lại. Nhìn chăm chú vào gương mặt ngại ngùng của Trúc, thấy bà nhìn mình, Trúc đành gật đầu cho bớt ngượng ngùng. Bà Ngọc nói tiếp. Vậy thì chuyển vào ngay đi, người mới sắp tới ở rồi đó. Trúc nhìn bà Ngọc, cảm giác như mình đang bị hất hủi, khiến cô thấy tủi thân. Nhưng Trúc không có biểu hiện ra bên ngoài, mà luôn tỏ ra mình an ổn. Vậy con làm ngay bây giờ. Thằng Hiển nó đã xin phép cô, cho con đến làm cùng với nó rồi. Ngày mai con có thể đến nhà hàng để làm. Trúc hớn hở cười tít mắt. Con được đến nhà hàng làm thiệt hả cô? Thiệt, ngày mai có thể đi làm. Vậy con cảm ơn cô nhiều lắm. Ừ, về phòng chuyển đồ đi con. Dạ, con về dọn đồ ngay đây. Trúc hớn hở chạy về cùng với Thế Hiển dọn phòng. Ủa, hồi nãy còn ngăn cản anh lắm mà, sao giờ nhiệt tình quá vậy ta? Trúc quay lại lườm Thế Hiển, cô mạnh miệng. Thì trước đó em tưởng anh nói xạo, ai ngờ anh nói thiệt. Ngày mai em có thể đi làm cùng với anh được rồi. Vậy bây giờ em là người tự nguyện dọn phòng cho anh đó ha, chứ anh không có ép em đâu à. Trúc bực bội quát. Coi như em tự nguyện đó, vậy đã vừa lòng anh chưa? Em thừa nhận vậy anh vui lắm rồi. Dọn phụ em lẹ lên đi. Cả hai hì hục dọn phòng.
lau chùi sạch sẽ cho đến nửa tiếng sau cũng dọn xong. Sắp xếp lại xong mọi thứ, trong căn phòng có thấy Hiển ngăn nắp hơn lúc nãy rất nhiều. Em đi tắm trước nha. Nói xong, Trúc cầm theo bộ quần áo mà cô đã chuẩn bị từ trước đi vào phòng tắm. Ngồi trên giường, Thế Hiển chợt nhớ đến tô phở mà anh đã mua trước đó nên vội vàng đem đi hâm nóng. Làm xong, anh cầm theo bộ quần áo lên căn phòng lớn của mình ở lầu 3 để tắm cho thoải mái. Trúc vừa mới tắm xong mở cửa bước trở ra thì trước mắt cô là tô phở bốc khói nghi ngút đang để trên bàn. Nhìn quanh thì không thấy Thế Hiển đâu, cô tiến lại xem thử thì thấy bên cạnh tô phở có một tờ giấy ghi dòng chữ: em ăn đi, anh mua cho em đó. Trúc cầm tờ giấy lên, trong tim cô như có một làn nước ấm chạy qua. Cô ngồi xuống ghế, vui vẻ ăn sạch tô phở. Ăn xong, trời bên ngoài cũng nhá nhem tối. Trúc ngồi trên giường lướt điện thoại. Bất ngờ, cô lướt trúng cái video về an toàn sức khỏe của phụ nữ sau khi sinh, còn nói cái gì mà quan hệ an toàn. Cái loa điện thoại quá lớn nên vọng hẳn ra bên ngoài phòng mà Trúc không biết. Cho đến khi Thế Hiển bất thình lình mở cửa bước vô, Trúc mới hoảng hồn vội tắt điện thoại. Thế Hiển thấy biểu hiện khác lạ của Trúc liền lên tiếng: em đang coi cái gì mà anh vừa bước vào thì em lật đật tắt liền vậy? Trúc chột dạ: có coi gì đâu, máy tin tầm phào đó mà. Thấy hai má của Trúc hồng hào, vẻ mặt thì lấm lét, Thế Hiển nghi ngờ: anh không có tin đâu, đưa ra anh coi thử coi. Thế Hiển vừa nói, làm bộ vừa lao đến bên cạnh giường. Anh nhanh chóng chụp lấy cái điện thoại. Đâu có cái gì đâu anh, đưa cho em mau. Anh không có đưa, anh còn muốn xem tin tức tầm phào đó nữa. Cả hai người giằng co qua lại, cuối cùng Trúc vô tình ngã vào cái vòng ngực săn chắc của Thế Hiển, khiến cho anh không có trụ mà ngã xuống giường. Trúc cũng ngã theo rồi nằm dài trên người của anh. Khoảnh khắc đó, thời gian như ngưng lại, cả hai dường như nghe tiếng tim đập của đối phương, một loại cảm xúc rất khó diễn tả bằng lời, thôi thúc con tim của hai người không ngừng dao động, ánh mắt cũng nhìn nhau không muốn rời. Em định nằm ở trên người anh đến bao giờ? Nghe anh nói vậy, Trúc lập tức lăn ra, cô nằm ngửa xuống giường ngay bên cạnh, Thế Hiển còn không quên lụm lại cái điện thoại bị rớt trong lúc cả hai giằng co. Trúc nghiêng người định ngồi dậy thì điện thoại bị Thế Hiển giật lấy, rồi nhanh chóng nhảy xuống giường mở khóa màn hình điện thoại. Trúc cũng lao theo xuống giường nhưng không kịp, cái video mà cô đang nghe dở một lần nữa lại vang lên khắp phòng. Có vậy thôi mà cũng ngại nữa hả? Người ta nói đúng mà, em cũng nên học hỏi đi là vừa đó. Nói đến đây, anh cười cười trả lại cái điện thoại cho Trúc. Cô cầm lấy bỏ vào túi quần, vừa quay đầu lại thì đột nhiên anh cúi xuống và áp sát vào tai của cô thủ thỉ: em xem mấy cái này là để sau này khi có con khỏi phải bỡ ngỡ, có đúng không? Trúc nghiêng đầu lườm anh lớn giọng: anh đừng có mà mơ là em sẽ sinh con cho anh nghe. Cái video đó em chỉ tình cờ thấy thôi. Em cứ giật cứng miệng đi, không chừng sau này em còn năn nỉ anh làm sao để em có con đó. Anh cứ việc ở đó mà mơ đi nghe, em lên nhà coi tivi với dì Ngọc đây. Nói rồi, Trúc cầm theo tô phở trên bàn bước ra ngoài. Trúc đi xuống bếp rửa cái tô, thấy cái chồng chén đũa chưa có được rửa, sẵn tiện nên cô rửa luôn. Đang làm, thì điện thoại trong túi rung lên. Trúc ngừng tay, rồi lấy cái điện thoại ra khỏi túi quần. Trên màn hình hiện lên dòng tin nhắn của nhỏ Hân. Trúc tò mò mở ra coi, trước mắt cô là dòng chữ: con Quyền, cái con chủ nhà của mày nó sắp bị thằng Tâm đưa vào chồng rồi. Hai đứa nó mới công khai hẹn hò mấy hôm nay, nó còn đưa con Quyền đi chơi rất nhiều nơi. Không hiểu sao, khi đọc tin này, Trúc lại thấy hồi hộp bất an. Cô nhắn lại: ai nói với mày vậy? Tao có quen với mấy chị học năm 2 chung lớp với ông Tâm. Mày nói với tao cái chuyện này để làm gì? Cùng là con gái với nhau, mày cảnh báo con chủ nhà của mày đi, để nó cảnh giác cái thằng cha đó. Chứ để mọi chuyện đi quá giới hạn là xong đời của nó đó. Mày cũng biết thằng Tâm nó dẻo miệng thế nào mà. Nó còn có cái mã đẹp trai hút phái nữ nữa. Để tao nói cho cô ấy biết. Còn cô ấy có tin hay không thì tao cũng không có quản lý được đâu.
Cái đó để trời quyết định đi. Nó ngu thì nó ráng chịu. Ừ, ta biết rồi. Mày cũng coi chừng đó nghe. Có khi con nhỏ Quyền đó nó dẫn ông Tâm về ra mắt gia đình cũng nên. Tao nghĩ là mày nên chuẩn bị tâm lý làm sao để đối mặt với cái thằng ôn dịch đó là vừa. Bây giờ mà tao có nói cũng chưa chắc gì Quyền nó tin đâu. Trừ khi có bằng chứng thằng Tâm là cái thằng Sở Khanh mới được. Làm sao mà nó dám để lộ ra cái khơi khơi cho thiên hạ thấy chứ. Nó có cái mặt thư sinh đẹp trai của nó che chắn rồi. Mà thôi, chừng nào nó đến đây rồi hãy tính. Chứ bây giờ có bàn tán cũng bàn thừa thôi. Ừ, ta nói để mày đề phòng thôi nha. Bye bye. Tắt điện thoại, tim của Trúc vẫn còn đập thình thịch. Gần một tháng trước, nếu không có chị ở cùng dãy phòng trọ tiết lộ chuyện Tâm nói dối bà chủ phòng trọ để bà ấy lấy lại phòng của cô, thì chắc giờ này Trúc vẫn tin Tâm. Người anh cùng quê tốt bụng, hết lòng hết dạ giúp đỡ cô, lại có bộ mặt Sở Khanh này. Nghĩ đến đây, Trúc chỉ hy vọng Tâm yêu Quyền thật lòng, chứ không phải toan tính để đạt được mục đích nào đó. Cũng mong anh biết dừng lại đúng lúc. Rửa xong cái đống chén bát, tự dưng Trúc thấy bần thần hết cả người. Trong não bây giờ cũng đang suy nghĩ làm sao để Quyền tin những gì mà cô nói với Tâm. Chuyện của em Minh vừa mới được giải quyết xong, nhà cũng không cần phải bán nữa. Trúc không cần phải nghỉ học để phụ ba mẹ kiếm tiền lo cho em. Bây giờ cô có thể tự lo cho mình được rồi. Còn lời thêm một ông chồng nữa. Cuộc sống hiện tại cũng coi như tạm ổn định. Còn có hạnh phúc hay không thì cần thời gian quyết định. Tâm trạng còn đang phấn chấn, mong đến ngày nhập học. Tự nhiên nghe được cái tin này, dù không phải là chuyện của mình, nhưng sao trong lòng lại cồn cào. Sau khi lau khô chén dĩa và úp lên kệ, Trúc bước ra phòng khách, ngồi xem TV với bà chủ. Cô ơi, sao con không thấy cô Quyền đâu hết? Nhắc tới con gái, bà Ngọc liền lộ ra vẻ mặt thất vọng. Nó suốt ngày chỉ biết đi chơi, mấy hôm nay đi tới 12 giờ đêm mới về. Nói hoài mà nó không có chịu nghe đâu. Nó mà được phân nửa của con là cô yên tâm lắm đó. Cô không sợ cô ấy bị người ta lợi dụng hả cô? Sợ sao không sợ con? Con gái như nó như hũ mắm treo đầu giường đó. Có ngày bể ra một cái là thúi rùm mà. Trúc nhoẻn miệng cười trước sự hài hước của bà chủ. Cô nói chuyện giống mẹ con ghê vậy đó. Mẹ con cũng nói y như cô vậy đó. Đang vui vẻ nói chuyện với bà Ngọc thì Thế Hiển lù lù đi lên, ngồi sát ngay cạnh của Trúc. Thấy Thế Hiển, bà Ngọc thì cố tỏ ra xa cách để sao cho giống mối quan hệ giữa một nhân viên với người làm công. Thế Hiển cũng vậy, nhưng vì đang đóng kịch nên là anh tránh tiếp xúc với mẹ, không thôi Trúc sẽ nghi ngờ. Hai đứa mới kết hôn sao không đi ngủ sớm, hâm nóng tình cảm đi, lên đây làm gì? Bà Ngọc đột nhiên lên tiếng. Trúc nghe bà chủ nói vậy, ngượng chính mặt rồi đáp. Hai đứa tụi con kết hôn để lấp đầy cái khoảng trống mà đối phương còn thiếu, thời gian còn dài, từ từ rồi tình cảm cũng chín mùi mà thôi. Thế Hiển xoa đầu khen ngợi vợ. Đúng là dân trí thức có khác ha, nói dối cũng triết lý ghê vậy đó. Trúc lườm anh. Em nói dối hồi nào chứ, chúng ta đâu có kết hôn vì yêu nhau đâu, kết hôn vì anh sợ ế, không có ai lấy, nên anh mới lấy em chứ gì. Thế Hiển xoa đầu Trúc như cái tổ quạ. Trúc tức quá cù lét anh, hai người đang vui vẻ đùa giỡn nhau, thì bên ngoài có tiếng động cơ xe. Trúc và mọi người theo bản năng nhìn ra cửa, thấy bóng có ai thấp thoáng như là Huyền đang ngồi phía sau xe của ai đó. Mô Phật ạ. Hôm nay con Quyền nó đi chơi về sớm. Bà Ngọc đột nhiên cảm thán một câu khiến cho Trúc không có nhịn được cười. Để con ra mở cửa cho chị nghe. Nói xong, Trúc nhanh chân chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa mới mở ra, ánh sáng đèn điện trong sân hắt ra ngoài giúp Trúc nhìn rõ hơn. Trong giây lát cô sững sờ khi người nam chính là Vũ Thanh Tâm. Nhưng rồi mấy giây sau, Trúc làm ra vẻ thản nhiên, cố tỏ ra không có quen biết anh ta. Còn Vũ Thanh Tâm khi vừa nhìn thấy Trúc, mặt mày biến sắc ngay tức khắc. Nhưng chỉ trong chớp mắt, anh đã bình thường trở lại như chưa từng có chuyện gì, thậm chí còn quay đầu lại hỏi Quyền. Ai đây em? Quyền lườm Trúc rồi đáp. Anh thật sự không có biết thiệt hả? Quyền vừa dứt câu,
là di chuyển tầm mắt lên gương mặt của Tâm như đang cảnh cáo, rồi Quyền lặp lại câu hỏi với giọng gay gắt. Anh có thật là không có quen biết nó không? Tâm đoán Quyền biết cái chuyện mình và Trúc trước đây, liền chột dạ. Trước có tìm hiểu một thời gian, bây giờ thì anh có em rồi. Nói xong, Tâm hung chục vào má của Quyền rồi quay xe chạy đi, cũng không có dám liếc nhìn Trúc thêm một lần nào nữa. Tâm đi rồi, Quyền lộ ra bản chất là người không có mấy hiền dịu. Cô ta túm lấy cổ áo của Trúc rồi lôi sình sịch ra hông nhà. Chị làm cái gì vậy? Buông tôi ra! Cả hai giằng co, Trúc bị Quyền hất mạnh ra, cô loạn choạn xém té. Chưa kịp định thần lại thì ở bên trong bất ngờ nghe cái giọng của Quyền chất vấn. Mày nói đi, mày và anh Tâm đến đâu rồi hả? Đợt thi đại học tao thấy mày và anh ấy dính nhau như Sam, mày còn nằng nặc đòi anh ấy chỉ bài cho mày. Trúc bày ra vẻ bất mãn. Anh ta không có là gì của tôi hết. Đột nhiên Quyền sấn tới túm lấy cổ áo của Trúc lần nữa, ánh mắt sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Quyền cất lời cảnh cáo. Tao cảnh cáo mày đó, anh Tâm bây giờ là bồ của tao, tao mà thấy mày còn lén phén với ảnh thì đừng có mà trách tại sao tao ác, nghe chưa? Trúc bĩu môi xem thường. 10 thằng như anh ta có cho tôi cũng không thèm. Mày nói cái gì? Nói lại tao nghe coi. Trúc mạnh dạn khẳng định. Tôi nói hắn ta là một tên sở khanh, bề ngoài đạo mạo bên trong nát bét, là một thằng tồi chính hiệu. Cô có từng nghe qua cái câu mật ngọt chết ruồi chưa? Tôi hy vọng cô không phải là con mồi bỏ mạng trong cái đống mật đường đó. Trúc bình tĩnh nói ra những lời thật lòng mình và hy vọng Quyền có thể động não mà suy nghĩ lại một chút. Nhưng khi cô vừa mới dứt câu, gương mặt của Quyền còn hung dữ hơn, đang nắm cổ áo Trúc thì cô ta lại đột ngột hất ra, hậm hực đe dọa. Con này hình như mày không biết sợ là cái gì phải không? Trúc loạn choạn lùi ra sau, nhìn Quyền bất lực. Thấy Quyền không có để tâm đến lời cô nói, cô ta chỉ chăm chăm bảo vệ người yêu. Biết con người của cô ta cố chấp, Trúc không muốn đôi co chi cho mất thời gian. Cô nhìn Quyền khẳng định một câu. Tôi nói cho cô nghe nè cô Quyền. Trước kia tôi và Tâm có một giai đoạn tìm hiểu nhau. Tôi thừa nhận hắn rất tốt với tôi. Nhưng về sau này tôi nhận ra hắn có ý đồ với mình nên chủ động dừng lại. Tôi khuyên cô nên cảnh giác với hắn chứ đừng có mê muội như vậy. Mày đưa ra cái bằng chứng chứng minh lời mày nói là đúng ra đây. Tôi không có bằng chứng gì cả. Còn cô tin hay không thì tùy cô. Nói xong, Trúc đi thẳng ra đằng trước khóa cửa cẩn thận. Trên đường trở về phòng, cô tự dặn với lòng sẽ không có xen vào chuyện của người khác nữa bởi vì cô nhận ra quá nhiệt tình không có tốt. Ở sau lưng Trúc, Quyền đăm đăm nhìn theo cho đến khi bóng dáng của Trúc khuất hẳn mới trở vào nhà. Trúc vừa mới mở cửa bước vào đã thấy Thế Hiển tựa vào giường đọc sách. Anh cũng xuống đây rồi hả? Em tưởng anh vẫn còn ở trên nhà chứ. Em đi đâu đó? Nói chuyện với cô Quyền một chút mà. Thế Hiển biết tính em gái mình, hãy gặp anh là nó sẽ nhảy đổng lên lưng anh xin tiền. May mà anh chuồng lẹ, chứ nếu mà đụng mặt con Quyền với cái tính lanh chanh lách chách của nó, thân phận của anh thế nào cũng bị lộ cho coi. Đến lúc đó, không chừng Trúc sẽ giận không có nhìn mặt anh luôn. Chỉ nghĩ đến thôi là Thế Hiển đã cảm thấy trong lòng đắng chát. Anh lúc nào cũng đi sớm về rất muộn, còn Quyền thì ngày nào còn đi học, nó còn chịu khó dậy sớm một chút, chứ từ khi nghỉ hè, nó thoải mái ngủ nướng, vậy còn không có thèm ăn sáng ở nhà mà đi chơi thả ga với bạn bè. Hai người nói với nhau cái gì lâu vậy? Nói cái gì mà lâu, hả? Cũng đâu có gì đâu. Trúc đi tới cái giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, cô nhìn lên đồng hồ chỉ 9 giờ tối mà thở dài. Tiếng thở dài của cô vô tình lọt vào tai của Thế Hiển. Anh lại suy diễn. Em đang phiền não cái chuyện gì hả? Trúc không trả lời mà thẫn thờ nhìn về một hướng khác. Qua một lúc cô lại đưa mắt về phía anh. Từ nào giờ ngủ có mình ơn, tự nhiên hôm nay trên giường xuất hiện thêm một người đàn ông lớn hơn 16 tuổi, mới quen thôi chưa được một tháng, thấy sợ sợ sao đó. Nói xong là Trúc thở dài một cái não nề, giống như người vừa gặp phải cái chuyện gì đó éo le trắc trở lắm. Thấy vậy, Thế Hiển liền chọc. Anh có ăn thịt em đâu mà em sợ.
Anh ngồi dậy chồm người về phía trước, đặt cằm của mình lên vai Trúc, hai tay ôm chặt lấy eo cô. Anh cố tình để một bên má của mình áp vào má của cô, cất giọng bông đùa. Hay là em đang sợ cái chuyện khác? Bị anh thổi hơi vào tai, Trúc rùng mình tránh né. Cô bất mãn quay đầu lại nhìn anh, cất giọng. Anh đang mồi chài em đó phải không? Thế Hiển cố gắng sát vào người Trúc, nhưng anh đã đi đến đâu là Trúc lại né đến đó. Đến nỗi cả hai đã di chuyển khắp giường rồi mà vẫn chưa có chạm nhau. Chọc Trúc đã đời rồi, Thế Hiển nhận thấy Trúc không phải là một cô gái nhẹ dạ. Thậm chí anh và cô đã ký giấy kết hôn mà Trúc vẫn luôn luôn trong tình trạng đề phòng anh. Thôi, đi ngủ đi, anh sẽ không có làm gì em đâu. Trúc đứng nhìn trước lời nói của Thế Hiển, nhưng chỉ một giây thôi, cô bừng tỉnh chủ động sát lại gần anh, cà cà cái gương mặt vào vai anh nhỏ dẹ. Anh nói thiệt hả? Thế Hiển xoa đầu Trúc, cất giọng cưng chiều. Anh không có muốn mất vợ rồi mất luôn 1 tỷ đâu. Thế Hiển đang nói thì đột nhiên dừng lại, anh nhìn chằm chằm Trúc từ trên xuống dưới như đang dò xét. Với lại nhìn em chắc không có được tự nguyện làm cái chuyện gian díu mập mờ với anh đâu ha. Cảm ơn anh ngang. Nói rồi Trúc nằm ình xuống mép giường, đưa lưng về hướng của Thế Hiển. Anh cũng lặng lẽ ngồi xuống ngay bên cạnh cô, nói một câu đầy tâm trạng. Anh không thích ép buộc ai, nhất là phụ nữ đó. Nói xong, anh nhòi người lên tắt đèn, căn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn mờ nhạt từ cây đèn ngủ đầu giường. Ngoài sân, tiếng côn trùng kêu rã rít không ngừng giữa đêm, như đang hòa tấu một khúc nhạc da diết, khiến tâm trạng của Trúc càng thêm phiền muộn. Không bao lâu, Trúc nghe tiếng thở đều đặn của người sau lưng mình. Cô nhẹ nhàng xoay người lại, gương mặt, dốc dáng của anh khiến cả người cô trong phút chốc bất động. Thở cũng không dám thở mạnh. Nhìn kỹ một chút thì vẻ ngoài của anh rất thu hút phái nữ với cái sống mũi cao, bờ môi dày. Trúc không có tự chủ được mà mỉm cười, cũng không biết nên vui hay buồn vì người chồng từ trên trời rớt xuống này chắc cũng có số đào hoa lắm. Nằm một hồi, Trúc cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, bởi vì đã quen với cái việc dậy sớm nấu cơm cho ba mẹ ăn, đi làm, nên Trúc thường hay dậy sớm vào 5 giờ 30 phút. Cô ngồi bật dậy như một cái máy, há miệng ngáp dài, chùi chùi cái miệng dương dai cho tinh thần thoải mái, tập vài động tác yoga cho giãn gân cốt, rồi định bước xuống giường. Nhưng cô còn chưa kịp đặt chân xuống đất thì cơ thể đã bị Thế Hiển kéo lại. Trúc ngã bịch xuống giường, chưa kịp định thần thì bên tai đã nghe giọng của anh. Em còn chưa dọn cái bãi chiến trường của em đó. Bãi chiến trường gì chứ? Em đang giả vờ không hiểu hả? Vậy thì nhìn tay áo của anh thử coi. Nghe anh nói, Trúc mới vội nhìn xuống tay áo của Thế Hiển. Ngay khi nhìn thấy tay áo anh bị ướt một mảng lớn, cô liền liên tưởng đến đó là cái chất gì. Cũng nghi ngờ chính mình là thủ phạm nên Trúc hơi nhíu mày. Thấy anh mở cái điện thoại ra, cô hoang mang nên vội vàng chuồn lẹ. Ai ngờ đâu đã bị Thế Hiển dí cái điện thoại vào tay rồi nói với cái giọng rất bức xúc. Em coi đi. Em không những lăn qua lăn lại làm phiền giấc ngủ của anh, còn tưởng anh là cái gối ôm, ôm suốt đêm, rồi không biết em nằm mơ thấy cái gì mà tát bôm bóp vào mặt anh đó. Điện thoại đã nằm trong tay rồi, cô muốn từ chối cũng không được, nên Trúc đành phải xem đến đâu cô xấu hổ đến đó, đến nỗi muốn ấn nút xóa đi, nhưng còn chưa kịp thực hiện thì Thế Hiển lên tiếng cảnh báo. Em cứ xóa thoải mái đi, anh lưu chỗ khác rồi. Nghe anh nói vậy, Trúc gào lên. Anh biến thái vừa thôi, cái nết ngủ như vậy mà anh cũng lưu được nữa hả? Anh định để tới già rồi mở cho con cháu xem hả? Ừ, anh định vậy đó. Trong cái điện thoại là đoạn video ngắn ghi lại cảnh tượng Trúc nằm gác chân lên hông của Thế Hiển, còn gối đầu lên cánh tay anh ngủ rất ngon, đến nỗi chảy cái nước miếng ướt cả tay áo của anh. Thế Hiển lấy lại điện thoại rồi thong dong bước xuống giường. Vừa đi anh vừa lẩm bẩm. Ban ngày thì có vẻ thục nữ đảm đang dịu dàng lắm, ban đêm thì bao nhiêu cái xấu lộ ra hết, lúc chưa ngủ thì còn sợ anh, ngủ rồi không có sợ ai nữa.
Đi đến cửa phòng tắm, anh dừng lại rồi quay đầu ra nhìn Trúc. Anh mà không có quân tử là hôm qua anh không chắc mình có thể kiềm chế được đâu đó. Trúc quay mặt đi hướng khác, bĩu môi. Cô thầm nghĩ, ga có một chút xíu làm thấy ghê. Cô ngước mặt lên nhìn thấy Hiển. Hôm nay em ngủ sofa được chứ gì? Em thay đồ nhanh đi, hôm nay anh dẫn đi nhà hàng làm. Anh không nói em quên mất. Lúc này đồng hồ chỉ 6 giờ sáng. Ở nhà lớn phía trên, Thu Huyền cũng thức dậy từ bao giờ. Sợ dĩ hôm nay cô nàng dậy sớm là vì hết tiền tiêu xài. Số tiền 5 triệu mẹ cho hàng tháng chỉ đủ cô ta trà sữa la cà với đám bạn nhà giàu khác. Nhưng đó là chuyện của trước kia. Bây giờ cô ta đã có bạn trai, 5 triệu này không có đủ trả tiền ăn sáng. Thu Huyền lật đật mò sang phòng của anh trai. Lúc đầu còn lịch sự gõ cửa nhẹ nhàng, lúc sau đập ầm ầm vì không có ai ra mở cửa. Sốt ruột, Thu Huyền lấy điện thoại gọi thẳng cho Thế Hiển. Ở nhà sau, hai vợ chồng vừa đánh răng súc miệng, bước ra thì điện thoại của Thế Hiển bất ngờ đổ chuông. Trúc đang ngồi ở cạnh giường, liền nhờ người tới lấy cho anh. Nhưng khi thấy hai chữ Thu Huyền nổi lên trên màn hình, Trúc đứng hình mấy giây. Ai tên Thu Huyền gọi tới nè anh? Nghe Trúc nhắc tới Thu Huyền, Thế Hiển đang chải đầu, cũng vội quăng luôn cái lược, rồi chạy đến chụp lấy cái điện thoại trong tay của Trúc, sau đó ấn tắt máy. Hành động bất ngờ như có tật giật mình của anh, làm cho Trúc nhíu chặt chân mày khó hiểu. Anh sao vậy? Nghe điện thoại đi, sao tự nhiên tắt? Thế Hiển đứng hình 2 giây mới có thể trả lời sao cho Trúc không có nghi ngờ. Anh nói, nhỏ này nó thích anh, mà anh không có thích nó, tắt máy cho khỏi phiền ấy mà. Nói rồi Thế Hiển cười hề hề. Em thay đồ trước đi rồi đến lượt anh. Trúc không nói gì, sau đó đứng dậy đi về cái tủ quần áo, chọn cho mình một bộ đồ đơn giản. Sau khi cánh cửa phòng tắm đóng lại, Thế Hiển ở bên ngoài vội vàng nhắn tin cho em gái, chứ nếu không để nó làm trùm beng là hư bột hư đường hết. Có chuyện gì vậy, nhỏ kia? Quyền thả cái icon mặt khóc. Anh hai ơi, em hết tiền rồi, cho em xin 50 triệu đi được không? Nếu không, em đứng ở phòng anh ăn dạ cho coi. 50 triệu thì 50 triệu, mà 50 triệu mày định xài bao lâu? Một tháng đi. Một tháng cái đầu mày, 10 tháng chứ ở đó mà một tháng hả? Mỗi tháng mẹ cho mày 5 triệu, thậm chí mỹ phẩm đồ dùng cá nhân mẹ cũng mua cho, mà mày ăn xài cái gì mà chưa tới nửa tháng nó hết sạch rồi. Thấy thái độ của anh trai hơi gay gắt, Thu Huyền lo sợ lấp liếm. Giờ nghỉ hè rồi còn gì nữa, nghỉ hè phải cho người ta đi chơi chứ. Đi chơi như mày tao sạc nghiệp à. Không nói nhiều, 50 triệu xài 10 tháng, nếu thiếu thì tự kiếm mà xài. Nói rồi Thế Hiển chuyển khoản cho Thu Huyền 50 triệu, xong tắt điện thoại. Một lúc sau, Trúc trở ra, Thế Hiển cầm theo bộ quần áo đi vào. Bất ngờ tới lượt điện thoại của Trúc đổ chuông. Tưởng ba mẹ gọi, Trúc hào hứng bắt máy. Nhưng khi nhìn chữ Trang hiện lên trên màn hình, Trúc ngạc nhiên mấy giây mới nhớ ra đây chính là chị gái mình quen ở bệnh viện. Nếu chị ta không gọi đến chắc là cô cũng không có nhớ ra. Alo, em ơi, em có nhớ chị không? Hôm ở bệnh viện chị có nhờ em... Em nhớ, em còn chưa biết nhà hàng đó tên là gì nữa. Nếu mà có nhận nhân viên thì em báo cho chị, còn không thì thôi. Chị cảm ơn em nhiều. Dạ không có gì đâu chị. Dứt lời, Trúc nghe như có tiếng Trang nói, một lát em đi ngang qua đường đó, cho chị quá giang đi nhờ. Nhưng Trúc chưa để chị ta nói hết câu đã vội tắt máy. Cô không có bận tâm chị ta muốn nói cái gì với mình. Trúc còn tưởng xin số cho nhau chỉ để xã giao thôi, ai ngờ chị ta lại gọi thật. Không biết người ta thế nào, đừng có quen thân thì tốt hơn. 7 giờ sáng, Thu Huyền vừa ra khỏi nhà không lâu thì Thế Hiển cũng chở Trúc đến nhà hàng. Xe đi một lúc thì anh tấp vào cái quán ăn ven đường. Lúc đến nhà hàng cũng đã gần 8 giờ sáng. Nhà hàng này tên là Phố Xưa, tuy không có lớn lắm nhưng lối trang trí nội thất ở bên trong toàn là rất độc đáo. Trúc còn chưa bước vào cửa lớn, nhìn thấy tấm bảng tuyển nhân viên phục vụ bàn lương tính theo giờ.
Nhìn thấy tấm bảng, Trúc quay sang hỏi Hiển. Sao lại là lương tính theo giờ vậy anh? Lúc này nghỉ hè rồi, anh muốn tạo công việc cho sinh viên làm á mà. Anh làm đầu bếp ở đây hả? Ừ. Mà em hỏi vậy có ý gì? Em định đưa ai vào? Em cũng định vậy đó. Em có bà chị mới quen. Thì em cứ đưa chị ấy vào đây đi. Nhà hàng cũng đang thiếu người đó. Ừ, để tối về em gọi cho chị. Ngày mai anh có công việc ra Hà Nội dài hôm. Anh mua vé bay rồi. Tối nay 8 giờ bay luôn. Vậy anh dẫn em đi theo chơi với. Không có được đâu. Anh đi công chuyện cho ông bà chủ. Chứ có đi chơi đâu mà em xin theo. Trúc sụ mặt xuống, giọng quể xìu. Vậy thì thôi. Vào bên trong, Thế Hiển giới thiệu Trúc với mọi người. Cô là người đặc biệt với anh và sắp xếp công việc nhân viên chạy bàn cho cô. Anh kiên nhẫn chỉ cho Trúc từng cái một. Anh cần mẫn đến nỗi mấy nữ phục vụ có tình ý với Thế Hiển ghét Trúc ra mặt. Cô làm suốt cả buổi chiều, cuối cùng cũng có thể thành thạo công việc. Do đây là nhà hàng các loại lẩu nên lúc nào cũng có khách. Mặc dù chỉ là câu giới thiệu đơn giản nhưng cũng đủ khiến cho mọi người có mặt ở đây chú ý. Thế Hiển sau khi chỉ cho cô xong thì lay quay trong bếp của nhà hàng cũng không có thấy anh trở ra mấy lần. Trúc biết thân biết phận nên không có dám tiết lộ mối quan hệ của cả hai cho ai biết, sợ lại làm ảnh hưởng đến uy tín của anh. Trời càng về chiều, không hiểu sao Trúc thấy buồn và trống vắng ở trong lòng. Là do cô biết Thế Hiển sắp đi ra Hà Nội, không có ai chở mình đi làm mỗi sáng, hay không còn ai cho cô gác chân lên mỗi đêm. Cô cũng không biết nữa, chỉ cảm thấy tâm trạng xấu đi, liên tục nhìn đồng hồ, mong cho thời gian có thể trôi chậm lại. 7 giờ tối, nhà hàng đang đông khách, Thế Hiển đi từ phòng bếp lên, không nói không rằng nắm tay của Trúc kéo ra ngoài. Bây giờ anh chở em về nhà. Đang trong giờ làm việc mà tự dưng bỏ về ngang vậy. Bộ anh muốn em bị người ta ghét thêm hả? Hồi sáng anh giới thiệu em là người đặc biệt, em đã ngại lắm rồi. Nhưng mà em về một mình có được không? Được mà, em có nhỏ bạn thân, có gì em nhờ nó chở về. Thôi vậy cũng được. Bây giờ anh về, em ở lại đây một lát về sau nghe. Thật ra thì mấy hôm nữa mới tới ngày, nhưng anh muốn đi sớm sắp xếp công việc đâu vào đó, lẹ rồi sớm về sớm. Em biết rồi, đi đường cẩn thận đó. Ừ, anh đi đây, em vào làm đi. Thế Hiển bước vào trong xe, xe từ từ lăn bánh. Trúc nhìn theo dòng xe cộ tấp nập cho đến khi bóng chiếc xe khuất hẳn tầm mắt. Một cảm giác mất mát tràn ngập trong tâm trí, làm khóe mắt của cô cay cay. Thời gian trôi qua mau thật, mới đó mà một ngày làm việc cực khổ cũng đã kết thúc. Hôm nay có mấy anh nhân viên chủ động bắt chuyện với Trúc, còn mấy chị phụ nữ thì cô hỏi tới đâu họ trả lời tới đó, còn không thì thôi, nhìn họ cũng không có thân thiện mấy, cho nên Trúc không có để tâm quá nhiều đến cái chuyện họ có cởi mở với mình hay không. Lúc Trúc bước ra khỏi nhà hàng đã hơn 10 giờ đêm, cô alo nhỏ cho Hưng, mới hay nhà hàng nó đang làm cũng gần ở đây, và thế là cả hai quyết định rủ nhau đi ăn hủ tiếu đêm rồi mới về nhà. Trên đường Hân chở cô về, nó lại tiếp tục làm bà tám về cái chuyện của Vũ Thanh Tâm. Tao công nhận nha, số ông Tâm đào hoa dễ sợ luôn đó. Mới hồi sáng này lúc tao đang ăn sáng chỗ cô Bảy đối diện khu trọ, thì thấy ổng chở nhỏ nào nó lạ quắc, ôm nhau sà nẻo trên xe đó. Không lẽ ổng bỏ con tiểu thư nhà giàu đó rồi hay sao? Cái con Thu Quyền đó đó. Nghe mày nói, tao thấy may mắn ghê vậy đó. Dướng vào anh ta không biết bị cấm bao nhiêu cái sừng. Ta chỉ hy vọng Thu Quyền sớm tỉnh ngộ, đừng có u mê. Mày kệ nó đi, bị cấm sừng một lần sẽ khôn ra chứ gì. Thời buổi này, nhìn bề ngoài thôi còn chưa biết ai tốt ai xấu đâu. Không biết mới chọn lầm đó. Khuất mắt tao thì thôi, còn trước mắt tao sờ sờ ra đó là tao phải làm cái gì đó mới được. Mày định làm gì? Tao định vạch trần Vũ Thanh Tâm cho Thu Quyền sớm nhận ra bộ mặt sở khanh của hắn ta. Sao mày nói không có quan tâm tới mà? Biết làm sao bây giờ? Tao mến bà chủ nên muốn giúp đỡ con gái bả vậy thôi. Có gì mày nhắn tao nghe. Mày có biết chỗ bán camera mini với cái máy ghi âm nhỏ ở đâu không? Cách kết nối chúng với điện thoại nữa. Chắc có chỗ bán mà. Để tao hỏi bao nhiêu tiền cái đã. Ừ, vậy hỏi đi, có gì báo cho tao biết nghe không? Hân chờ Trúc về đến nhà đã hơn 11 giờ đêm.
Vì sợ con bạn về khuya gặp nguy hiểm nên Trúc gọi điện thoại cho cô Ngọc xin cho Hân ở lại đây đêm nay. Cô Ngọc không những vui vẻ đồng ý mà lấy thêm chăn đệm đem xuống phòng cho hai đứa. Trúc không dám đưa Hân vào ngủ trong phòng của Thế Hiển nên cô quyết định đưa bạn qua phòng đối diện, căn phòng cũ của cô trước đây để ngủ. Sáng hôm sau, Trúc dậy từ 5 giờ 30 phút lên nhà trên lau nhà rửa chén hộ cho cô Ngọc. Bà Ngọc và ông Hùng cũng có thói quen dậy từ lúc sáng sớm. Thấy Trúc cầm cuội lau nhà rửa chén, hai người đứng nhìn một hồi rồi cũng quyết định trở về phòng thủ thị với nhau. Ông Hùng nhìn vợ rồi nói: "Thằng Hiển nhà mình chọn đúng người rồi em ơi." "Chưa chắc đâu anh. Anh không nhớ ngày xưa con Trang lúc đầu nó cũng nhiệt tình như vậy hả? Rồi cuối cùng thì sao? Nó bỏ thằng Hiển lấy chồng giàu, hại thằng Hiển suy sụp tinh thần suốt cả năm trời mới nguôi ngoai đó." Bà Ngọc nhắc lại với vẻ mặt buồn bã, rồi trầm tư nói thêm: "Sau này thằng Hiển nó kể lại cho em nghe là ba của con Trang coi nó không có ra cái thứ ôn gì hết. Mỗi lần nó đưa đón con Trang là bị ông ta sỉ nhục, chửi bới thậm tệ, chê nó nghèo không có lo được cho con gái của ổng." Ông Hùng ngậm ngùi nói tiếp lời vợ: "Lúc đó nhà mình phá sản, thằng Hiển cũng chưa có trở thành đầu bếp rồi giàu có như bây giờ. Thậm chí chiếc xe bán hàng lưu động mình cũng vay mượn khắp nơi mới mua được." "Đó, vậy em mới nói là còn chưa chắc. Vậy em định thế nào?" "Cái chén ở nhà hàng dùng lâu đã bị sờn, ra chợ thấy cái chén khác bắt mắt hơn, anh có thèm muốn mua nó hay không?" "Đó, khi gặp một người tốt hơn chồng mình ở nhà, để coi con bé này có thật sự tốt và thủy chung hay không." "Em nói có lý, không có thể đánh giá con người qua một số công việc vặt vãnh thường ngày được." "Chuyện này anh cứ để cho em lo." Cuộc nói chuyện kết thúc, ông Hùng chuẩn bị đến xưởng may, còn bà Ngọc cũng tranh thủ ngủ thêm một chút nữa để một lát đi đánh cầu lông với mấy bà bạn ở sân tập gần nhà. Sau khi Trúc làm xong tất cả thì cũng 7 giờ, cô lau mồ hôi chạy xuống phòng, vừa mở cửa ra thì nguyên một cái gối bay thẳng vô đầu kèm cái giọng nói hung dữ của con bạn: "Con quỷ, cái nết ngủ của mày giống ai hả? Nguyên một đêm ôm tao cứng ngắc, đẩy mày ra một lát cũng ôm lại. Mày mà không sửa ế chồng cho mà coi, hôm qua tao bị mày phá hư cái giấc ngủ đó." "Xin lỗi, được chưa?" Trúc bịm môi nói thêm: "Ai ế chứ tao không bao giờ ế đâu nha mày. Không chừng thằng chồng của tao nó còn khoái tao ôm nữa." Nói đến đây, Trúc liên tưởng đến những cái gì xảy ra cái đêm đầu tiên ngủ chung giữa mình với Thế Hiển mà cười tủm tỉm. Hân thấy vậy, chạy lại vỗ vào vai của Trúc một cái đau điếng: "Mày lên cơn hả cái con kia, tự nhiên đứng ngẩn người cười một mình à. Mày không lo nhanh lên thì là trễ đó. Nhà hàng 9 giờ là mở cửa đón khách rồi đó." Hân lật đật ngồi dậy, mới nhận ra mình không có quần áo để thay nên định mượn Trúc một bộ đồ. Cho đến khi Hân để ý thấy căn phòng của nhỏ bạn nó trống trơn, cô nhìn Trúc khó hiểu: "Ủa? Quần áo của mày đâu? Sao tao không thấy gì hết trơn vậy?" Nghe Hân nói, Trúc mới nhận ra quần áo của mình đã chuyển hết qua phòng của Thế Hiển. Trúc nhìn Hân quýnh quán một lúc rồi ba chân bốn cẳng chạy sang phòng đối diện. Hân ở phía sau vừa đuổi theo vừa gọi: "Ê con kia, mày bị gì vậy hả?" Hân còn chưa kịp nhìn thấy bên trong căn phòng đó có cái gì thì Trúc đã đóng sầm cửa lại. Một lúc sau, Trúc cầm ra hai bộ đồ cho mình một bộ, Hân một bộ. Hành động của Trúc làm Hân tò mò tột độ. Nhận lấy bộ đồ của Trúc đưa mà mắt cô nàng cứ nhìn chằm chằm vào cô bạn của mình như đang dò xét. "Tụm qua tới nay mày lạ lắm á nghen. Mày có bí mật giấu tao phải không?" Trúc xua tay bác bỏ: "Làm gì có. Thôi thay đồ lẹ đi, không trễ bây giờ đó." Biểu hiện có tật giật mình của Trúc khiến cho Hân càng khẳng định con nhỏ bạn có cái gì đó giấu mình. Trên đường đến chỗ làm, hai cô gái có ghé tiệm phở ven đường để ăn sáng. Trong lúc ăn, Hân có dò hỏi Trúc về chuyện hồi nãy, nhưng Trúc vẫn một mực phủ nhận. Thấy nó cố chấp, Hân cũng không có muốn hỏi thêm làm gì. Cô dằn mặt: "Mày không muốn nói với tao bây giờ là để dành mai mốt vừa khóc vừa kể cho tao nghe phải không?" Trúc ngây ngô trả lời qua loa: "Mày có biết mày đang trù ẻo tao không hả con kia?
Khi nào chuyện nó chín mùi tự khắc ta sẽ kể cho mày nghe. Còn bây giờ mày đừng có tò mò nữa. Ok, không có tò mò thì không tò mò. Tao đợi mày. Ăn sáng xong, Hân chở Trúc trên chiếc xe gắn máy. Đang đi, điện thoại của Trúc đổ chuông, là tin nhắn của Trang hỏi thăm về công việc. Chần chừ một hồi không biết trả lời thế nào, Trúc hỏi ý kiến của Hân. Chỗ mày đang làm có tuyển thêm phục vụ không vậy? Có, mà mấy hôm trước mới tuyển thêm 5 người rồi, giờ không có nhận nữa. Tao mới quen một người chị gái, con của cái chú nằm chung phòng với em tao đó. Bà kêu có chỗ nào không, có thì giới thiệu cho bà làm với. Chỗ mày có nhận thì mày chỉ bà đi, có làm sao đâu. Nhưng mà chị này và chồng của chị hay cãi nhau lắm, thật sợ ảnh hưởng đến nhà hàng. Ảnh hưởng cái gì mày ơi, càng có drama thì người ta càng biết đến nhiều hơn, hỏng chừng nhà hàng còn đông thêm khách nữa đó. Mày nói thiệt hả? Chuyện này xảy ra như cơm bữa đó. Miễn drama đó không có liên quan gì đến cửa hàng nhà mình thì không chừng sẽ nổi tiếng luôn đó. Nghe con bạn nói vậy, Trúc lập tức nhắn địa chỉ nhà hàng qua cho Trang, rồi nói là hiện tại nhà hàng này chỉ nhận sinh viên làm thêm tính theo tiếng. Chị có đến hỏi thăm xem có nhận thêm nhân viên làm cố định hay không, chứ em cũng không có biết rõ nữa. Nhắn tin xong, Trúc cất điện thoại vào trong túi. Cô cũng chỉ là xã giao thôi, cũng không có hy vọng chị ta đến làm thật. Lúc đầu cô sợ cuộc sống vợ chồng của chị ta phức tạp, lỡ làm ảnh hưởng đến nhà hàng thì cô chính là thủ phạm. Nhưng khi nghe Hân giải thích, cô lại nghĩ tích cực hơn. Cho người ta một cơ hội cũng chính là cho mình thêm một cơ hội. 15 phút sau, Hân và Trúc đến nơi, đã thấy Trang đứng ngay trước cổng nhà hàng. Nhỏ Hân không có làm chung với Trúc nên nó vội vàng chạy đi ngay. Vừa thấy Trúc tới, Trang nhào tới niềm nở. Em tới rồi hả? Chị mong em nãy giờ. Thấy gương mặt tươi cười của Trang, Trúc lịch sự đáp lại. Chị từ đâu đến đây mà nhanh quá vậy? Thoáng cái đã tới rồi. Trang cười cười rồi đáp. Lúc chị nhắn tin cho em, chị cũng đang ở gần đây nên tiện thể ghé luôn. Bên ngoài, Trang tỏ ra là một người cởi mở, hào phóng, gần gũi với nụ cười cảm kích ở trên môi. Chứ ở bên trong, chị ta đang không ngừng mỉa mai coi thường Trúc, một con nhỏ nhà quê dễ tin người. Thật ra, kể từ ngày gặp lại Thế Hiển, Trang tự biến mình thành một người vợ chán ngấy trong mắt chồng. Cả hai cũng không có còn tình cảm gì để mà tiếp tục cuộc hôn nhân địa ngục đó nữa. Và lá đơn thuận tình ly hôn được cả hai tiến hành. Mà trước đó, chồng cũ của Trang lộ bằng chứng ngoại tình để chị ta chụp được. Vậy là anh ta buộc phải cho Trang một số tiền kha khá mới được yên ổn làm ăn, giữ gìn nhân cách tốt đẹp trong mắt đồng nghiệp và cấp dưới của mình. Có tiền, Trang thuê thám tử điều tra về Thế Hiển. Kết quả, không những chị ta biết anh ta giàu có, sở hữu chuỗi hàng khắp ba miền Bắc Trung Nam, bất động sản cũng không ít, điều hành hàng loạt trang web chuyên về ẩm thực do mình làm quản trị. Không những vậy, mối quan hệ giữa Thế Hiển và Trúc, cô ta vẫn đang còn điều tra. Trang thoải mái khoác tay Trúc như những người thân quen lâu ngày gặp lại. Cả hai bước vào bên trong, mắt chị ta đảo liên tục như đang tìm kiếm ai đó. Tận mắt chứng kiến cái điều này, Trúc lấy làm lạ. Nhưng rồi cô cũng không có nghĩ gì nhiều mà làm những công việc khác. Cả hai tách nhau ra. Trúc mới đó mà đã hòa vào đám nhân viên nữ làm việc của mình. Trang thì tìm gặp anh quản lý xin việc. Nhà hàng đang thiếu người nên Trang rất nhanh chóng đã được phát cho bộ đồ đồng phục, rồi cũng nhanh chóng làm cùng mọi người. Chị ta lớn tuổi hơn hầu hết những nhân viên ở đây, vẻ ngoài lại nổi bật, tính cách cởi mở hay nói. Chỉ trong một buổi chiều mà chị ta đã thân thiết làm quen với mọi người. Một tuần sau, thủ tục ly hôn của Trang cũng hoàn tất. Độc thân rồi, chị ta thoải mái trở về. Mọi chuyện diễn ra cũng bình thường, ngoại trừ việc Trúc tự đón xe ôm đi về nhà chứ không có nhờ Hân nữa, sợ làm phiền nó, với lại chuyện cô có chồng không có thể nói cho ai biết được. Trong một tuần, đêm nào Thế Hiển cũng gọi video cho Trúc. Hai đứa hết tâm sự về công việc của nhau thì nói chuyện phím chọc ghẹo nhau đến nửa đêm mới ngủ. Đến ngày thứ 8, sau khi Thế Hiển đi vắng, trong nhà hàng xảy ra chuyện mất cắp.
Người bị mất cái ví tiền và điện thoại là một phụ nữ phục vụ làm việc đã lâu. Buổi tối hôm đó, thông thường thì sau 10 giờ tối, mọi người sẽ cùng nhau dọn dẹp bàn ghế, lau sơ cái nền nhà mới được về. Nhưng hôm nay, anh quản lý lại bắt trên dưới 15 nhân viên phục vụ nam có, nữ có, xếp thành một hàng ngang. Trúc là người không hay biết gì, nên sau khi xong chuyện, cô là người đi thẳng vào nhà vệ sinh trước tiên. Nhà hàng có sắp xếp cho nhân viên một chỗ để đồ dùng cá nhân và một cái tủ gỗ có 20 ngăn khóa. Mỗi người có một chìa khóa riêng nằm ở căn gác nhỏ phía trên nhà vệ sinh. Sau khi vệ sinh xong, Trúc lên cầu thang lấy cái túi sách của mình. Cầm cái túi sách lên, Trúc cảm thấy nó nặng hơn bình thường nên mở ra kiểm tra thử thì phát hiện bên trong có một cái ví tiền và điện thoại của ai đó. Trúc cầm nó trên tay bần thần hết cả người. Linh cảm có chuyện không có lành khiến Trúc run bần bật. Trúc nhìn giáo giác xung quanh mới nhận ra hôm nay mọi thứ vắng lặng hơn mọi ngày. Trên này cũng có camera giám sát, hình ảnh của cô đã được ghi lại. Trúc bình tĩnh suy xét kỹ tình huống, rồi sau đó cầm cái ví tiền có điện thoại bên trong chạy xuống cầu thang đi tìm quản lý. Đi chưa được đến nơi thì mấy hai mọi người đang tập họp ở sảnh nhà hàng. Trúc dừng lại đứng nép vào một góc, chứng kiến chị Lan phục vụ chung với Trúc mắt đỏ que đứng cạnh quản lý. Còn anh quản lý dần mất kiên nhẫn quát lên. Ai lấy tiền và điện thoại của chị Lan thì mau đưa ra đây, chứ nếu để tôi xét ra thì đuổi việc ngay. Lời anh quản lý vừa mới thốt ra đã khiến Trúc đứng hình, cả người đơ cứng như tượng. Trong đầu nảy sinh ra một suy nghĩ là có người cố tình đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của mình. Không còn cách nào khác, Trúc đem cái ví đó ném thẳng vào cái sọt rác cách đó 3 mét. Cú ném của cô vô cùng chính xác. Cái ví lọt thỏm vào trong cái thùng, nhưng lại làm cho cái thùng đổ xuống, gây ra tiếng động nhỏ. Tuy vậy cũng đủ làm tất cả mọi người đồng loạt quay đầu, nhìn về hướng phát ra tiếng động. Trúc đứng trong góc, không còn cách nào khác đành lộ diện, mà trước đó mấy giây còn thấy căng thẳng tột độ. Nhưng khi nghĩ sâu xa, cô không làm gì sai cả, cũng không có làm cái chuyện xấu hổ, nên bản thân tự khắc sẽ biết ung dung bình thản. Biết trốn tránh cũng không phải là cách, nên Trúc bước ra tỉnh bơ, cùng mọi người xếp hàng ngay ngắn. Vừa nhìn thấy Trúc, anh quản lý lên tiếng. Nãy giờ em đi đâu? Em đi toilet. Có chuyện gì vậy anh? Sao anh lại tập hợp ở đây vậy? Chị Lan bị mất cái ví tiền và cái điện thoại. Trúc giả vờ ngơ ngác. Ủa? Có khóa mà sao lại mất được chứ? Chị Lan nức nở lên tiếng. Chị bị mất cái chìa khóa tối hôm qua, sáng ra lại dội quá, quên mua cái ổ khóa mới. Chị không có nghĩ là có người lại tham như vậy, đều là chị em mình làm chung với nhau cả mà. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Cưới Vợ Quê, tác giả Đình Lam. Đến đây Lam Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 4. Xin chào, tạm biệt.